Sáng ngày 16 tháng 5, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh phối hợp tổ chức hội thảo chuyên đề giải pháp phòng trị các bệnh mờ đục hậu ấu trùng TPD, hoại tử gan tụy EMS, phân trắng trong mùa nắng nóng và giai đoạn chuyển mùa. Theo báo cáo, tính đến ngày 13 tháng 5 năm 2024, diện tích thả nuôi tôm nước lợ trên địa bàn tỉnh là 13.741,9 ha, đạt 27%, giảm 4,66% so với cùng kỳ. Diện tích thiệt hại là 344,5 ha, chiếm 2,5% so với diện tích thả nuôi và cao hơn 117,6 ha so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân thiệt hại do các yếu tố môi trường là 152,85 ha, bệnh hoại tử gan tụy cấp 97,75 ha, bệnh đốm trắng 54,15 ha, bệnh phân trắng 32,50 ha, bệnh vi bào tử trùng 0,80 ha. Sản lượng thu đạt 14.388,8 tấn tôm thẻ chân trắng. Hiện còn 11.444 ha tôm trên đồng, tôm nhỏ hơn 30 ngày tuổi chiếm 43,1%, tôm dưới 60 ngày tuổi chiếm 36,1%. Tại hội thảo, các đại biểu đã được các diễn giả chia sẻ những thông tin về nguyên nhân, biểu hiện phòng bệnh, các vấn đề cập nhật đối với bệnh mờ đục hậu ấu trùng, ứng dụng vi sinh để phòng bệnh Vibrio trong xử lý cho ăn và công nghệ tạo kháng thể phòng bệnh trên tôm, giải pháp phòng trị TPD, đồng thời giải đáp những câu hỏi trực tiếp của người nuôi tôm về cách quản lý môi trường, quản lý sức khỏe tôm nuôi khi thời tiết xấu và xảy ra dịch bệnh. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng Bộ đội Biên phòng tỉnh, tiến tới Đại hội thi đua quyết thắng Bộ đội Biên phòng giai đoạn 2019-2024. Đợt thi đua cao điểm với chủ đề 60 ngày hành động kiểu mẫu giành 3 đỉnh cao quyết thắng, trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm như 100% cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định ý nghĩa chính trị to lớn của Đại hội thi đua quyết thắng Bộ đội Biên phòng, Đại hội thi đua quyết thắng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh giai đoạn 2019-2024, có tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới vùng biển của tỉnh. Các cơ quan đơn vị đẩy mạnh hoạt động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội, tổ chức tặng quà cho đối tượng chính sách, học sinh nghèo vượt khó, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân, tích cực tham gia thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội. Dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tặng giấy khen cho một tập thể và 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu nổi bật trong thực hiện các nội dung chỉ tiêu thi đua của đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Thực hiện phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2024, cụm thi đua số 3 Công an tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2024. Với khẩu hiệu hành động xây dựng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, các đơn vị trong cụm thi đua số 3 đã thảo luận và thống nhất các nội dung công tác trọng tâm trong giao ước thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2024. Các nhiệm vụ được đề ra bao gồm nghiêm túc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, chỉ thị, nghị quyết và quy định của ngành, chủ động tham mưu Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, bảo đảm chấp hành tốt những quy định của pháp luật trong hoạt động tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, nâng cao hiệu quả công tác cơ động chiến đấu, bảo vệ mục tiêu, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Tại hội nghị, các đơn vị cụm thi đua số 3 đã tiến hành ký kết giao ước thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2024 với quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu công tác được giao. Đoàn khảo sát ban dân tộc tỉnh về tình hình triển khai thực hiện tiểu dự án 2 giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số vừa có buổi làm việc trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu. Theo báo cáo, mặc dù Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn, can thiệp hỗ trợ, tuy nhiên trong năm 2023, trong số 949 cặp vợ chồng kết hôn vẫn còn 51 cặp chưa đăng ký kết hôn. Và toàn thị xã có một trường hợp kết hôn cận huyết thống và 37 trường hợp tảo hôn cả vợ lẫn chồng đều chưa đến tuổi kết hôn. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn khảo sát đã tập trung thảo luận, trao đổi, làm rõ một số nội dung về việc xử lý các trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, những khó khăn hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện dự án để có những giải pháp tốt hơn.